Này này Kem ơi, cá mập nó đuổi về ngoan rồi. Chào tao với. Ui Kem ơi, mình thấy con cá mập màu tím nó đuổi theo cái con gì màu tím ấy mà có hẳn ba đầu thế này. Xe này không đi nổi cơ. Tại vì ấy, mình nhìn thấy đằng kia kìa, có cái con Skibidi nó đang cưỡi lên lưng con bò của mình ấy. Thôi không xong rồi. Không phải một con Skibidi tua nét đâu các bạn ơi. Nó kéo đến cả một con có hẳn ba cái đầu này. Thôi như này á, nó tập trung nó ăn hết cái đàn bò của mình mất. Ui, con được nó chạy ra đằng này rồi các bạn ơi. À đây rồi, may chưa này. Ôi, hôm nay á mình cho nó ra đồng mà nó hớn hả quá các bạn ạ. Nó rất là muốn đi ra đồng để nó bơi để bắt ốc đấy. Nào, chúng mình đi đi. Nào bây giờ chị sẽ thả em xuống nước nhá. Ui, đây rồi. Ui, nhưng mà có con gì nó đang leo tới kia. Ui, một con cá mập to khổng lồ. Nó kìa, chuẩn bị tới rồi. Nhanh lên, về đây. Này nó có phanh đâu. Ôi. Mình bảo này, bây giờ ra cứu đàn bò hộ mình. Mình thấy một đàn Skibidi nó đang bâu của đàn bò nhà mình đấy. Tớ đi chăn vịt, nhưng mà con vịt của tớ bị con cá mập nó nuốt rồi. Tớ cũng đang đi tìm người cứu giúp đây. Ôi may chưa này Kem ơi, những con bò của mình vẫn còn nguyên, mà cái con Skibidi ba đầu nó vẫn đậu trên lưng con bò làm gì ấy. Thế thì chắc là nó muốn chơi cùng con bò của bạn thôi. Ôi con cá mập nó đang tiến tới kìa. Đấy con cá mập vừa ăn con vịt của mình đấy bạn ạ. Có khi con cá mập nó sẽ ăn hết đàn bò của mình. Tớ thấy cá mập ăn Skibidi Toilet rồi. Tớ bảo này, con cá mập được thật là đáng sợ đấy bạn ạ. Nó dám ăn cả Skibidi Toilet mà nó còn đang lòng vòng ở chỗ đằng cái ruộng lúa này kìa. Có khi nó săn các con vật ở chỗ đấy ấy. Thôi không sao đâu. Ui, cái con cá mập gì mà màu sắc rực rỡ này. Kéo ơi, nó lại còn màu tím cơ. Con cá mập màu tím đấy bạn ạ. Ui, bạn ơi, sợ quá con cá mập. Kéo ơi, sợ ơi là sợ. Ui ơi, cái gì đây? Mình trộm được con gì này? Đây. Con gì đấy bạn ạ? Ui, hay là con này cũng sợ con cá mập nó chạy nhanh nhờ. Để mình mở xem nào. Thấy chưa? Con ếch rồi. Cái đầu con ếch kìa các bạn ơi. Ui, không phải con ếch đâu, một con cóc. Ơi, đâu? Con cóc, con này đừng có động vào các bạn ạ. Ui, nó nhảy rất nhanh luôn kìa. Ui, một con cóc màu vàng. Yeah, đây nó trốn ở trong bụi đấy rồi. Nó lại lên rồi bạn ơi. Thôi mình để nó chạy đi nhá. Ui, bạn ơi, mình phát hiện ra chỗ này này có một cái bể cá này. Thế thì con cá mập vừa nãy nó định bắt những con cá ở đây sao ấy? Một con cá vàng này các bạn ơi. Đấy bạn cho vào đây đi. Đây này còn con cá đen ba đuôi nữa này. Nó nằm hết ở một cái lỗ luôn. Mắt nó rất lồi luôn. Wow, đây nữa này. Wow, còn đây là một con cá vàng ba đuôi này các bạn ơi. Ui, con này dài chứ nó đang thò lên này. Wow, đây là một chú lươn các bạn ạ. Wow, chú lươn rất dài luôn. Chú cũng đang trốn ở đây đấy. Ui, cho con lươn vào trong xô nhá. Ui, còn có con cá con này nữa này. Con này bé tí nhỉ. Wow, con cá này màu tím các bạn ơi. Wow, con cá mập tím này nó ra đồng nó săn các con vật đấy. Chúng mình cần phải tìm cách để tiêu diệt nó đi bạn ơi. Chỗ này mình nhìn thấy có con gì Kem ơi. Ôi, con gì ấy bạn ạ? Con gì đây? Ủa, con cua. Không, ở dưới hang này. Đó, để tôi xem nào. Lại một con cóc. Ui, con cóc khổng lồ. Đấy là cua con cua bò xuống đây là nó ăn đúng không? Đúng rồi đấy bạn ạ. Đấy, chỗ này cũng có con cua luôn này. Wow, đây, mình bắt những con cua lên. Con này cua. Đánh cá. Ê, con này trốn vào hang mất rồi kìa. Bạn ơi, nhanh. Trời ơi, nó trốn vào trong hang rồi kìa. Tớ tóm được con cua này ra rồi. Chú cua đồng các bạn ạ. Mình nghĩ cái con cóc này nó phải nặng 1 cân đấy bạn Kem ơi. Con này to hơn con vừa lấy nhiều nhờ bạn nhá. Nhiều, nó nằm đầy cả một cái lỗ này luôn. Ôi, bạn lấy cái que, bạn chọc nó ra đi. Đây là cái hang của nó sao ấy? Không biết được, nó đang canh giữ. Ui, nó còn cúi mặt xuống này. Ôi. Nó còn dám mắt rồi này, hay chưa? Ôi, con cóc cụ rất to nhưng mà chúng mình đừng có đụng tay vào nhá các bạn nhá. Hình như con này nó đang chửa sao bạn nào bụng to lắm. Ôi, mà nó không chịu ra luôn. Nó đang Nó ngứa. Nó đang chuẩn bị ra kìa, nó nhảy lên rồi. Wow, con này khổng lồ luôn này. Nào, wow, các bạn ơi, chú cóc này đáng rất là to luôn, nó vào hang rồi. Wow, may chưa này Kem ơi, đàn bò nhà mình nó đã lên hết bờ rồi. Mà con Skibidi với con cá mập nó không ăn đâu. Đây là con bò mẹ đấy, còn con bò con nó đang ti mẹ nó ở dưới đấy. Đúng rồi đấy, con bò con đang ti con bò mẹ kìa các bạn ơi. Ý, chú bò con này thức ăn chính của nó vẫn là sữa đấy. Anh đây Kem ơi, cá mập nó đuổi về ngoan rồi. Chắc tao phải. Ui Kem ơi, mình thấy con cá mập màu tím
nó đuổi theo cái con gì màu tím ấy mà có hẳn ba đầu thế này. Mình thấy cái con ba đầu đi đâu ấy mà nó đang húc húc ở cái đống lá này. Ui, con cá mập tím nó vẫn tìm cái con gì ở đây ấy bạn ơi. Nó không thấy đâu, nó đi rồi. Chúng mình tiến lại gần xem, hay biết đâu con gì nó trốn ở trong bụi này nhờ. Để mình tìm xem trong cái đống lá này có con gì không. Ui, đống lá này có vẻ to nhờ bạn nhờ. Kem ơi, mình sợ một cái gì ý? Bạn sợ vào sao bạn còn không bắt đi? Để tới tìm lại xem nào. Ui, kia kia. Kem ơi, con gì ý? Đây này. Như cái tàu lá luôn. Mà mình sợ và thấy nó sần sùi và nó rát lắm. Tớ tưởng cái lá nữa cơ. Kem ơi. Hình như là một con sâu ấy bạn ơi. Đây này. Eo ơi, cái mặt của nó đáng sợ lắm các bạn ạ. Đâu mặt đâu? Đấy, có phải không? Sao con này có cái sừng này? Đấy là một cái sừng đấy các bạn ơi. Ôi, con sâu, vậy nhỉ? Sâu lá. Chân nói này. Ồ, nó có mấy hàng chân liền các bạn ạ? Một hàng, hai, ba hàng chân. Ồ, cái đầu nó ở dưới đây cơ mà. Đầu đây chứ. Thế đây là cái gì hả bạn? Đây là cái đuôi của nó đấy. Mình để nó ở đây nhá. Đúng rồi nó đấy. Nó bám một cái gậy chắc lắm. Đấy, cái ôi, mồm nó đang cắn một cái gậy sao à? Đúng rồi, con đấy. Sâu các bạn ạ. Cá mập không ăn sâu lên nè. Con sâu này thoát đấy các bạn ơi. Mình thấy có cái gì màu tím ở chỗ này ý bạn ơi. Đâu? Ui. Eo ơi, thấy cái đầu kia. Cái gì đấy? Ui, một cái đầu. Ồ, ba cái đầu. Ba cái đầu liền các bạn ơi. Màu tím. Đấy là Skippy Toilet đấy bạn ơi. Bây giờ chúng mình phải rửa sạch nó đi. Để mình rửa con này đi nhá Kem ơi. Ui, con Skippy Toilet ba đầu đấy các bạn ơi. Nhưng mà bình thường nó không màu như này đâu. Wow, bạn rửa đi. Nước có màu tím hết rồi. Biến hết thành màu tím rồi. Không biết là bình thường nó màu gì nhờ bạn nhờ. Con này thật là đáng sợ đấy. Ui, bình thường nó nhiều màu lắm. Con này á, bản chất của nó màu xanh và màu nâu này. Nhìn rất đáng sợ luôn các bạn ạ. Tớ thử tìm xem còn con vật nào không nhá bạn nhá. Ui, ở chỗ đây có cái chậu đấy bạn ơi. Để mình lật ra xem nào. Có cái đuôi màu tím này. Cái đuôi màu tím, chắc chắn là cá mập biến con gì màu tím rồi. Chắc con mèo đây. Con gì đây? Giống như con mèo nhờ bạn nhờ. Wow, màu tím hết các bạn ơi. Con này là một con cún các bạn ạ. Đây, nó còn đeo cả một cái vòng này. Ô, lắc lắc nó còn kêu. Bây giờ chúng mình cần phải tắm cho nó đi. Bây giờ mình sẽ tắm cho nó cún nhá. Wow, ui, xuống nước rồi kìa các bạn kìa. Bạn kỳ mạnh lên. Sao không thấy màu ra nhở? Ừ, vẫn chưa thấy bạn ạ. Lạ thật đấy. Ô, ướt hết lông rồi mà sao chẳng thấy màu tím ra này. Ôi. Để mình rửa xem nào. Bạn rửa lại đi xem. Hay là tớ kỳ nhẹ quá. Ui, không được rồi. Con này nó bị làm sao ấy. Để mình dội xem nào. Đấy, bạn thử dội xem nào. Nó có da màu tím không? Ui, không thấy da. Mà lông nó ướt bệt hết rồi các bạn ơi. Ui, lông con này mượt nhá. Wow, một chú cún con màu tím mẹ nè. Chúng mình từ lấy đến già không biết rồi. Con cún con này bản chất lông của nó màu tím cơ. Mình tắm cho nó. Thôi, bây giờ mình cho nó ra sưởi nắng cho nó khô nhé các bạn nhá. Con cá mập nó lại đây này. Chắc là nó tìm những cái con Skippy đi bạn ơi. Ui, Skippy cổ dài đang tiến tới nó rồi bạn ạ. Mình nghĩ là con cá mập sẽ làm cái con Skippy tôi nhất này biến thành màu tím tiếp đấy. Nhưng mà không xong rồi. Con Skippy đi kia nó bắn ra tiên laser. Con cá mập nó bay đi rồi. Mình cứ cầm cái búa cho nó chắc ăn bạn ơi. Bạn ngó mà xem còn không. Còn mỗi con cá mập thôi. Ô đúng rồi. Ui, cá mập tím các bạn ạ. Eo ơi, người nó màu tím hết. Bây giờ chúng mình sẽ rửa vào cái chậu nước này nhá. Wow. Ui, nó ra màu tím kìa các bạn kia. Ui, màu tím đầy cả một chậu nước rồi. Không biết con cá mập này. À, nó nhiều màu các bạn ơi. Nó màu xanh, màu trắng này. Ui, cái miệng của nó ở dưới này. Eo ơi, răng có màu xanh luôn các bạn ạ. Đáng sợ chưa, một con cá mập màu sắc rất nhiều vây.